Xin chào Hội Thánh. Tôi cảm ơn Chúa vì tối nay thì tôi cũng được có dịp để mà chia sẻ lời của Chúa cho Hội Thánh. Cho nên tôi rất cảm ơn Chúa và cảm ơn Hội Thánh. Nhiều khi phải ngồi nghe một bài giảng lâu quá mà không biết cơm ở trong. Cầu xin Chúa thương xót để cho chúng ta hôm nay thì tôi cũng muốn dùng lời của Chúa trong Kinh Thánh mà tôi cũng mới vừa nghe đây. Thì bây giờ tôi cũng muốn chia sẻ cho quý vị là hôm nay chúng ta cái câu ở cái đoạn Kinh Thánh này nói là cũ lắm rồi mà nhiều có lẽ nhiều người thuộc lắm, mà tôi nhớ nhất là cô Đội thì cô thuộc lòng cái đoạn Kinh Thánh này lâu lắm rồi, không biết là cả chục năm rồi. Và tôi cảm ơn Chúa và tôi mong rằng mỗi con cái Chúa cũng nên học thuộc lòng cái đoạn Kinh Thánh này, bởi vì nó là cái vũ khí cho chúng ta trong ngày dịch bệnh, vũ khí cho con cái Chúa đó, cho cơ đốc nhân đó, chứ không phải là vũ khí cho người ngoài trong trong kỳ dịch bệnh. Nào, bây giờ xin quý vị hãy nếu có Kinh Thánh thì dở ra, mà không thì tôi nhờ anh Khải anh đọc giùm Thi Thiên 91. Nào, Thi Thiên thứ 91. Dạ, con xin công bố lời Chúa trong Thi Thiên 91. Người nào ở nơi Chậm kính... rãi nha, đọc Dạ, chậm rãi, đọc chậm rãi. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là nơi nương náu con và là đồn lũy con, cũng là Đức Chúa Trời của con. Con tin cậy nơi Ngài, vì Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự thành tín của Ngài là cái khiên và cái mọc của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ga trong tối tăm, hay là sự hủy diệt phá hoại đang lúc trưa. Sẽ có nghìn người sa ngã bên ngươi và vạn người sa ngã bên phải ngươi, nhưng tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác, bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi cư trú mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có dịch bệnh nào tới gần chạy ngươi, vì Ngài sẽ ban lệnh cho các thiên sứ Ngài gìn giữ ngươi trong mọi đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng, ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Vì người kính mến ta nên ta sẽ giải cứu người, ta sẽ bảo vệ người, vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời người. Trong cơn gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn quý người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Amen. Cảm ơn Khải. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa, giờ này chúng con đến với Ngài. Xin Chúa hãy dùng lời của Chúa trong Kinh Thánh mà cho chúng con bắt chước theo đó, và chúng con cũng dùng cái lời của Chúa để làm cái vũ khí cho chúng con, nhất là trong cái ngày dịch bệnh này. Xin Chúa ban ơn gìn giữ thì cho giờ này chúng con cũng được cùng nhau suy gẫm lời của Ngài. Chúa cho chúng con được thấm nhuần và làm theo lời Chúa. Con cảm ơn Chúa. Còn dân thì giờ này xin Thánh Linh động ban cho mọi sự được tốt đẹp suôn sẻ, không có bị đứt khúc vì cái đường dây. Con cảm ơn Ngài. Con xin Chúa cứ cho con cũng được
thông thông tiếng nói, vì ma quỷ nó cũng đánh phá và nó cũng không muốn cho con cái của Ngài nghe lời của Chúa, cho nên nó tự nhiên nó cũng làm cho con ngứa cổ và bắt ho. Xin Chúa giờ này hãy cho con được khỏe mạnh, bình an và để có thể chia sẻ cách suôn sẻ cho anh chị em chúng con. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện nghe được Chúa Giêsu Christ. Amen. Có nghe được? Có nghe được không, Minh Khải? Dạ được. Được bác. Tôi sợ nó nghe không nổi. Bà uống nước vừa. Không, nó ngứa cổ. Chúa ban phước cho cổ họng bà cố. Xin hồi tháng giơ tay về. Thì hướng tôi mà cầu nguyện giùm đi. Tất cả mọi người đi. Tất cả mọi người đi. Là nhân danh Chúa Giêsu giết người Nazareth không bẻ gãy hết tất cả mọi sự nào cản trở ở trên đường dơm này, ở trên phòng thí nguyện này, trong danh Chúa Giêsu linh nào ngăn trở ta, nhân danh Chúa Giêsu giết người Nazareth không một cái ném tất cả sự nào đầu trong danh Chúa Giêsu. Cô xin mời một người sẽ cầu nguyện cho bà. Xin mời cô Tư Điền. Hallelujah, hội đồng hiệp nguyện hiệp ý, tôi xin dâng lời cầu nguyện. Tại Chúa là Cha nhân từ của chúng con, Cha ơi, giờ này chúng con nghe lời của Ngài thì Chúa ơi, bà ngoại là người chia sẻ lời của Chúa, con cầu nguyện xin Chúa Ngài sức dầu trên lời của Ngài. Chúa Ngài chữa lành trên cổ họng của bà ngoại ngay giờ này, ta nhân danh Chúa Giêsu Christ cột trói hết tất cả linh nào ngăn trở mà làm cho bà ngoại không chia sẻ lời của Chúa buổi sáng hôm nay, ta nhân danh Chúa Giêsu Christ người Nazareth cột trói hết tất cả đồng bọn của các ngươi ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu, ném các ngươi xuống vực sâu trong danh Chúa Giêsu, linh nào ngăn trở, linh nào làm để không học lời của Chúa được ở ngay giờ này thì trong danh Chúa Giêsu ta cột trói hết, ném các ngươi xuống vực sâu ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu, xin lửa của Chúa Giêsu Christ đốt hết ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu. Chúa đốt hết tất cả những cái gì ngăn trở ở tại ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu trên hồng hiệp nguyện của chúng con. Ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu. Còn cột trói hết tất cả gì Chúa ban cho con phá nước thiên đàng trong danh Chúa Giêsu. Những điều gì chúng con cột ở dưới đất thì trên trời cũng sẽ được cột. Những điều gì chúng con mở dưới đất thì trên trời cũng sẽ được mở. Hallelujah. Ta nhân danh Chúa Giêsu chứ này, giờ này ta cột trói hết tất cả những cái quyền lực tối tăm, ho, viêm họng trong danh Chúa Giêsu, gắt họng tan biến ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah, vì Chúa là vua trên môn vua, Chúa của các Chúa của các thần, không có ai lớn hơn Ngài trong danh Chúa Giêsu, vì Chúa cai trị vũ trụ này. Chúa ơi, Chúa cai trị muôn dân muôn nước, trong tay Chúa có quyền năng thế lực, chẳng có ai chống trả Chúa cho nổi. Ngay giờ này con trình dân phòng hiệp nguyện này ở trong tay của Ngài. Xin Chúa chữa lành một cách siêu nhiên phép lạ của Chúa ngày xưa ngày nay cho đến đời đời không thay đổi. Con cầu nguyện để rồi Chúa chữa lành ngay giờ này, con cảm ơn Ngài. Mọi sự tôn vinh cao quý vinh hiển con dâng lên cho Ngài và con cúi đầu trong sự cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Bà ơi, mở mic lên bà ơi. Mở rồi sao tắt hoài vậy nè? Dạ rồi. Được chưa? Dạ được. À,
Tối nay thì mình đã nghe cái đoạn Kinh Thánh Thi Thiên 91 rồi ha. Bây giờ thì mình đọc cái câu mà dẫu có ngàn người sa ngã bên ngươi, muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Câu mấy đây vậy? Con đang tìm câu mấy à? Ba bốn gì đấy? Câu bảy. Dạ. Số bảy. Rồi. Ai đọc đi? Ai có đọc đi? Rồi đọc. Bạn nghe không? Thấy? Bạn nghe. Rồi đọc. Có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Amen. Cảm ơn Chúa. Mình đó là lời Chúa nói ai vậy? Đưa cho ai vậy? Cho mình. Cho ai? Cho mình. Cho con cái Chúa. Chứ không phải là cho người ngoại đâu nghe. Mà con cái Chúa mà người nào muốn được cái đó phải ở trong lời kinh đáo. Lời kinh đáo rộng ra ngoài sao? Kinh đáo là học ở nơi, kinh đáo là học lời của Chúa. Không phải, phải nơi kinh đáo của Đấng Chí Cao. Cầu nguyện. Chứ nói cái kia các nơi cầu nguyện thì làm gì? Cầu nguyện tư riêng mình đó, làm gì? Ở nơi kinh đáo. Phải vào ở đâu? Vào phòng riêng đóng cửa lại, nơi kinh đáo cha người. Kinh đáo không? Kinh đáo. Kinh đáo không? Kinh đáo. Kinh đáo. Rồi ở trong đó mà cầu nguyện mà có la lớn thì cũng không làm phiền ai. Thấy không? Amen. Khi mình ở chung nhà người ta, mình có người đó, cái nhà không có phòng có gì đó, khó cầu nguyện lắm. Không có, họ muốn có cái chỗ cầu nguyện á mà cũng không có cầu nguyện được. Nhất là những người mà có con đông nữa nha. Con đông mà ban ngày mà họ muốn cầu nguyện á, thì họ không có cầu nguyện được. Tôi thấy có vài một đôi người ở trong nhà họ, họ làm cái phòng nhỏ xíu à, giống như phòng tắm nhỏ xíu à, mà cứ tôi hỏi chứ mà ở giữa phòng khách vậy, tôi hỏi cái này làm gì vậy? Họ nói làm phòng cầu nguyện. Họ làm cái phòng để họ cầu nguyện riêng. Như Hiếu, Hiếu có nhà riêng. Còn ở còn ở bên 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 Hàn Quốc á, hay là bây giờ ở ngoài Hà Nội chỗ trại cai nghiện Nam Quốc Trung đó, trung tâm Aguila cũng vậy, ở trên cái núi đó, cái núi thì họ cũng làm từng phòng, phòng vừa một người vô thôi, thấy không? Phòng vậy nè mà cũng có cửa chứ không phải làm có cửa, phòng vậy nè mười mấy phòng. Ở bên bên Hàn Quốc đó thì cũng vậy, trong cái vách núi đó mà họ đục từ hang từ hang từ hang cứ vô rồi phải quỳ xuống rồi đứng cũng được, vô phải quỳ đó mà để mà họ cầu nguyện. Họ cũng có đèn có đuốc rồi trọng chứ phải không, để mà họ có thể thấy kinh thánh rồi đọc để mà họ cầu nguyện. Đó là nơi kín đáo đó, bởi vì khi chúng ta cầu nguyện riêng với Chúa đó thì mình ở nơi kín đáo thì mình muốn cầu nguyện mấy giờ mấy tối ngày cũng được hết, thấy không? Cho nên đó là mình ở nơi kín đáo là ở trong sự cầu nguyện, và nơi đó là nơi ẩn núp cho chúng ta, không có sợ bão táp, không có sợ mưa sa tuyết phủ, nên chúng ta được có một cái nơi bình an. Và lời của Ngài hứa là Chúa nói này, có ngàn người sa ngã bên ngươi, mua người sa ngã bên hữu ngươi. Tại sao vậy? Có phải là họ bị ai bắn họ té họ ngã hết đâu, phải không quý vị? Thường thường bây giờ mình đọc báo hay mình nghe tin tức mấy cái chỗ mà dịch bệnh nhiều đến như Ấn Độ hay là các nơi đó, thì sao chết nhiều ít? Nhiều. Nhiều chết một lần không?
nhiều, mà thấy họ, họ đi lâm lâm họ chắc như, như là chắc mía vậy, như người ta chắc đống mía vậy, mía cây đó, thấy không, thiêu không kịp mà không, không có cái lò nào mà thiêu cho kịp, nhiều nhiều cũng không kịp nữa, rồi nhiều khi họ mà chôn cũng không được, cho nên họ chắc vậy. Đó là họ bị dịch bệnh mà họ, họ ngã, chứ không phải là họ bị giặc giả đâu, thấy không, họ bị dịch bệnh mà họ ngã, họ chết, chết thằng đống vậy đó. Nhưng mà Chúa nói sao, dầu có ngàn người sa ngã bên hữu người, muôn người sa ngã bên tay tả của người, song tai họa gì sẽ chẳng đến gần người, chẳng có ôn dịch nào sẽ đến người, chẳng có tai họa gì sợ đến người, mà cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần người. Tôi không biết quý vị có sợ không? Có sợ dịch bệnh không? Dạ, có mà. Dạ không sợ dịch bệnh. Chị sợ gì? Dạ có sợ nhưng cầu nguyện ngoại ơi, cầu nguyện để vững an. Bây giờ đó, à, đừng nói, nói tôi không sợ, không sợ. Cũng sợ, mà người, người thì sợ nhiều, người thì sợ ít. Người thì sợ mà bối rối, còn người thì bình tĩnh, thấy không? Chứ cũng sợ chứ, nhưng mà Chúa hứa, người nào mà ở gần với Chúa, gần gũi với Chúa nhiều, cầu nguyện với Chúa nhiều, thì mình sẽ thắng. Mà tôi cảm ơn Chúa, hội thánh của Chúa ở tại Thiên Á Cà Mau cầu nguyện nhiều hơn hết quý vị, cầu nguyện nhiều hơn hết các hội thánh ở trên thế giới. Tôi phải dám nói như vậy. Tại vì cầu nguyện buổi sáng buổi tối, buổi sáng buổi tối mà ngày nào cũng có. Có không? Thấy không? Cầu nguyện 40 ngày rồi cầu nguyện tối thôi. Mà cái cầu nguyện tối mỗi đêm là từ hồi nào tới bây giờ. Từ hồi mà mới mở hội thánh cho đến bây giờ. Chứ không phải mới đây nha quý vị. Thế mới mở hội thánh cho đến bây giờ. Phải cô Tâm Lệ gọi phải vậy không? Dạ phải. Đây đó giờ mỗi đêm mỗi nhóm không? Dạ phải, cảm ơn Chúa. Hiện thuộc về Chúa, amen. Hồi đó thì tôi cũng tính là để nhóm từng lễ đêm giống như mấy hội thánh khác thôi. Nhưng mà tôi thấy quý vị nhóm một đêm cầu nguyện thì thấy được phước. Mặc dù mới tin Chúa, nhưng mà cầu nguyện thì thấy được phước. Thì quý vị nói thôi, bây giờ mỗi đêm mỗi nhóm đi, chứ ở nhà làm gì? Thấy không? Tôi nói thiệt quý vị, nhiều khi mời mà người ta không đi nhóm. Còn mình xin đi nhóm, phải không? Thì thật là được phước đó. Chứ còn hội thánh ở bên bên này đây nè. Nhóm một bữa năm, nói nhóm chủ nhật đó. 500-600 người. Chứ phải ít đâu. Buổi sáng này, nhà thờ lớn, nhóm đông lắm. Nhưng mà cái giờ cầu nguyện đó, chừng 30 người, 40 người. Chứ ít có khi nào được 50 lắm nghe mấy vậy. Mà 500-600 người đó. Không có kỳ vậy ta. Đó, không phải. Tại hội thánh nào vậy. Người ta không có. Nhiều khi nói là quan người cầu nguyện sẽ được cái này cái nọ. Nhưng mà người ta được hay không là nhờ cái đức tin của mình. Hay là cái quyết tâm của mình. Và mình tin lời của Chúa. Tin lời hứa của Kinh Thánh. Và chúng ta nhờ Thánh Linh ở trong cái vũ khí mà dạy đó, hãy nhờ Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện này xin. Nhớ nha. Khi mình cầu nguyện thì nhờ Thánh Linh. Nếu không nhờ Thánh Linh thì mình cũng không có sức đâu. Không có sức để mà làm mà cầu nguyện được. Nên cầu xin Chúa cho chúng ta mỗi người đều có cái tâm tình, có đức tin nơi Chúa, và chúng ta cũng nhờ Thánh Linh để mà cầu nguyện. Chúng ta nhờ lời của Chúa, nhờ lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép, lại phải lấy đức tin làm thử là cái mình
cái cầm để che 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 chết đó. Nha, nhờ đó mà chúng ta lấy sự cứu chùa làm mão mão đội đó, là cái nón bảo hiểm đó, giống như vậy đó. Đó, và mặc lý giáp bằng sự công bình, nha, dùng sự sẵn sàng tinh lành bình an mà làm giày dép, giày giày bút, giày đinh á, nha. Người lính thì đâu mang giày mang dép mà dép như mình đâu, phải mang giày đinh, giày nặng lắm, đạp trên sỏi, trên đá, trên gai, trên góc gì cũng được đó. Đó là những cái thế giới đó là thuộc linh, nha, bằng đức tin của mình là bằng lời của Chúa trong Kinh Thánh mà mình có thể sử dụng, nha, chứ không phải là mỗi người phải đi rèn gươm rèn giáo hay là đi mua súng mua đồ mà đem mình để giữ mình, không có. Chúng ta con cái của Chúa không cần những thứ đó, không cần. Chúa sẽ gìn giữ chúng ta, Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Mấy người mà có mang thế giới cơ hội thì họ cũng bị chúng mà chết thôi à, thấy không? Nhưng mà Chúa hứa rồi, Chúa sẽ bảo vệ chúng ta, sẽ chẳng có tai họa nào xảy đến người, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần tại người. Quý vị tin không? Tin là đó không? Tin. Tin. À. Tin và cần nhờ cậy Chúa. Nghe không? Tin cậy và vâng lời. Đó là hai cái điều mà khiến cho chúng ta làm theo lời Chúa, tránh khỏi mọi tai họa. Mà phải tỏ cái sự vâng lời của mình. Ví dụ như hồi đó ông Giô-sê, ông sai mấy người, hai người đi do thám xứ Canaan đó, trước khi họ đi qua trong Giô-đan, thì họ sai hai người đi do thám xứ, rồi hai người đó tới nhà của một cái người đó là kỵ nữ. Mấy người biết kỵ nữ là gì không? Biết. À, kỵ nữ là gì biết không? Dạ biết. Là gái điếm đó, nghe không? Mà hai người chứ ai đâu chứa họ, hai người đàn ông thì vô chỗ đó dễ thôi à. Nhưng mà họ đi vô đó có phải là mục đích họ tìm gái điếm không? Dạ không, không có. Không có làm gì hết, đến đó để mà do thám sự thôi. Mà cái người đó có đức tin, nghe nghe. Mà cái người đó được chép ở trong Kinh Thánh nữa, tên là Rahab, nghe không? Người đó là người xấu xa đó, nhưng mà có đức tin và vâng lời và được chép ở trong Kinh Thánh. Mà người đó làm gì? Thấy mấy ông đó thì tiếp, nhưng mà tiếp để nói bữa nay mình có tiền ngang, không có. Cái nghề đó là nghề làm kiếm tiền, nhưng mà không có. Thấy hai cái người tháp tử đó thấy rồi mừng đâu. Nhưng mà cảm ơn Chúa. Họ biết Chúa cho họ biết. Thì họ nói sao? Ông nói các ông ơi, hồi ở đây người ta kinh khiếp lắm. Người ta nghe các ông đi đến đâu thì thắng đến đó. Các ông đã làm cho ốc vua Ba Sang rồi. Gì đó đủ thứ hết. Thì bây giờ còn họ nghe, còn nghe biển đỏ rẽ ra cho các ông đi qua. Cho nên lòng chúng tôi ở đây nghe tai thấy và kinh khủng rồi, mà bây giờ các ông tới tức là sẽ đem cái sự kinh khiếp đến cho cái xứ sở này. Thì bây giờ bà làm gì? Mấy người ở nhà vua nghe nói có hai người thám tử đi vào nhà cái bà kỵ nữ đó, thì sai người đến đằng bắt hai người đó. Nhưng mà bà biết thế nào người ta cũng kiếm, thì bà đem người đó trên cái nhà mà trên sân thượng á, thấy không? Có cái sân thượng nghĩa là không có cái nóc đó, chỗ tập phơi đồ được, thì làm gì? Để hai ông nó nằm ở dưới cái sân thượng đó, rồi lấy cái cọng mà cọng bố á, cọng dây bố, cọng gai đó, mà để phơi làm củi gì đó, họ chắc cái tên che phủ, chứ không phải là chạy chiếu hay giờ che, lấy cái cọng đó chắc để che hai người đó giấu.
mà hai người đó phải nằm yên. Rồi khi mà người của vua xa đến hỏi hai người tới nhà chị hồi chiều đi đâu, thì bà nói sao? Bà nói có, họ có tới nhà tôi, nhưng mà rồi họ ra đi tới đây rồi họ đi rồi, đi trước khi cửa thành đóng. Bây giờ mấy anh đi theo đi, theo đi. Ê, chặt kịp á. Thì họ nghe vậy, họ đâu có xét nhà, thấy không? Họ không xét nhà, tại vì giờ chắc nhà đâu có phòng cái gì, nhưng mà có cái lầu, có cái sân thượng ở trên, nhưng mà không có lên đó, tại vì trên đó cũng không có nóc. Như vậy thì bà đó phải giấu người tham tự là bởi đức tin, bà nói rằng bà giấu. Rồi khi mà mấy họ đi kiếm đó thì cửa thành đóng lại rồi, thấy không? Thì họ đi họ kiếm hoài, kiếm hai ba ngày kiếm không được, thấy không? Nhưng mà khi mà mấy người đã đi rồi đó, bà leo lên trên cái sân thượng đó, bà mới kêu hai người thám tử, bà nói hai ông ơi, bây giờ tôi biết rằng Đức Chúa Trời sẽ phó cái thành phố này vào tay các ông, như vậy tôi đã làm ơn cho hai ông, thì xin hai ông hãy làm ơn cho gia đình tôi, cho bà con tôi. À, thì hai người đã hứa, bởi vì người ta làm ơn cho mình, bây giờ thì xin mình làm ơn lại thôi, thấy không? Mà mình làm ơn có hai người, mà giờ bà phải xin cứu cả gia đình, cả dòng họ bà lần, không biết mấy chục giờ để trong đó người. Nhưng mà thì thấy hai ông đã dạy, nếu mà chị á đừng có làm cho lậu việc chúng tôi á, thì tôi sẽ cứu. Nhưng mà cứu bằng cách nào đây? Bây giờ không biết làm cách nào. Bây giờ sẽ có cái sợi dây gì đây nè. Sợi dây đỏ đó. Sợi dây gì đó biết. Đây trong đây. Trời, cột. Chị á. Chị tôi đi rồi đấy. Chị cột. Cột cái dây này. Này cái cửa sổ á. Có cái song sắt đó. Cột cái dây đó. Cái dây đỏ thôi, cũng không có lớn lắm đâu, mà người ta cũng có thể thấy được, bởi vì cái màu đỏ nó dễ, cũng như cái này đây nè, thấy không? Quý vị có thấy màu rõ không? Dạ thấy. Dạ thấy. Màu đỏ không? À. Thấy. Mặc dù nó nhỏ không? Mà cái dây nó nhỏ thôi, nó dây nó không có lớn lắm đâu. Như sự dây điện mình nghe là cái gì dây gai vậy thôi. Nhưng mà nó màu đỏ. Tại sao phải màu đỏ, không màu xanh, không màu đen? Màu đỏ chỉ về huyết của Đức Chúa Giêsu rồi. Chúng ta được cứu bởi huyết. Cho nên phải dùng cái dây màu đỏ cột nơi cửa sổ thôi. Rồi thì làm gì? Nhóm bà con, anh em, dòng họ gì đó, cha mẹ, ông bà, chứ được bao nhiêu nhóm bao nhiêu, phải ở trong nhà nè. Vì chúng tôi sẽ đến đánh cái thành phố này đó, mà hay ai mà đi ra ngoài đó thì có chết thì tôi không chịu trách nhiệm nha. Nhưng mà ở trong nhà đó thì được bình an, bảo đảm. Đó là ẩn núp đó quý vị. Ẩn núp đó là cũng như là câu Kinh Thánh mình nói, người nào chớ ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao đó, thì mấy bà con của bà đó đó ẩn nấp trong nhà của bà, mà có cái sợi dây đỏ, tức là ở dưới dòng huyết, giống như là ở dưới dòng huyết của Đức Chúa Giêsu. Rồi họ ở trong đó, họ chờ, không dám, cũng như bây giờ mà người ta gì đó cách ly vậy đó, thấy không? Không nội bất xuất mà ngoại bất nhập, nhốt hoài trong nhà không đi đâu hết, thấy không? Cho đến ngày mà ông Giuse ông dẫn quân ra đánh thành phố Jericho, thì gia đình của bà ở trong, và hai cái người đó thì họ cũng dòm, bởi vì cái vách thành nó lớn lắm, nó như con đê vậy đó. Thì người ta cất cái nhà trên đó. Nhà đó ở dưới thành, ở dưới trên cao, chứ không phải ở dưới đất đó.
mà khi họ vào đánh thành phố đó thì họ thấy cái cửa sổ có sợi dây đỏ và bay 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 thì họ nhớ lại lời hứa của họ đã hứa. Và khi mà họ đi họ làm 7 ngày á, đi 7 ngày á, mỗi ngày thì mấy thầy tế lễ cả dây lính đi vòng cầm kèn đâu, nếu mà không có thổi đâu, đi vòng mỗi ngày một lần, mỗi buổi sáng đi lần vòng. Rồi cái tới ngày thứ 7 đó thì ông Giuse ông dặn sao phải đi vòng tới 7 lần đó, đi 7 vòng á, phải không? Rồi tới vòng thứ 7 đó thì ông nói bây giờ hãy thổi kèn mấy thầy tế lễ, thổi cái sofa đó, cái ống, cái trần con gì đó mà nó dài bự ra, giống như người Việt Nam mình kiểu thổi tù già đó, thì nó bằng cái sừng trâu, phải không? Cái tù già, cái mẹ sừng trâu càng lớn thì tiếng càng to, cho nên phải thổi cái đó lên, mà cả bao nhiêu thầy tế lễ mà thổi thì nó gỡ lỡ. Rồi biểu bây giờ á, la lên cả mọi người dân quân lính là la lên hết, la ai cũng la mà la cho to. Rồi sao vừa thổi kèn mà vừa la thì Chúa làm cho có cần rung động động đất á. Rồi cái vách thành nó sập, nó sập, nhưng mà cái nhà của bà đó không sập nha. Nhà bà đó trên vách thành mà không sập à, không ngã. Rồi bây giờ ông Giuse ông dặn hai cái người tâm tử, bây giờ vô cái nhà cái chị Rahab đó đi, kêu bà con chị ra. Ê, thì bây giờ họ mới dám ra. Ra thì ở đâu? Họ ở giữa dân sự bình yên, người ta thì chết nhưng mà họ không chết, nhưng mà họ ở giữa dân sự dân Israel và Chúa để cho họ sống. Cũng vậy, chúng ta nấp mình ở trong bóng của Chúa đó, ở trong bóng của Đấng Chí Cao, ở trong đó họ có phải làm gì không mà họ sống, họ có phải tụng kinh mỗi đêm không? Không, ông Giuse hay mọi người đó không có dặn phải ở yên trong đó thôi, chứ không có dặn họ làm gì, nhưng mà họ phải vâng lời. Cũng vậy, chúng ta không thể nhờ gắn công ra sức mà được cứu, nhưng mà chúng ta nhờ ân điển của Chúa, sự ban cho của Ngài, không có cần tiền, không có đòi giá, không có phải làm. Nếu mà để làm mình để được cứu đó thì mình kể à, cái này là công tôi đi, công tôi thì tôi mới được cứu đó, chứ tôi không có công chứ đâu cứu tôi. Cho nên quý vị ơi, chúng ta hầu việc Chúa, đi giảng, đi truyền bá về phúc âm, hay là mình bố thí, hay mình giúp đỡ cho những người nghèo, mình dâng hiến, cái đó không phải để mình được cứu nghe quý vị. Cái đó là bộ phận mình phải làm. Chúng ta được cứu để mà chúng ta làm những cái việc đó, chứ không phải mà làm cái việc đó mà được cứu. Và chúng ta làm việc đó là mình làm để mình được Chúa thưởng. Chúa thưởng á, chứ không phải được cứu sự sống đâu. Được cứu là chỉ tin nơi Đức Chúa Giêsu, không cần phải làm cái gì hết mà chúng ta được cứu. Cũng vậy, Chúa hứa cho chúng ta, Chúa gìn giữ, Chúa nói Chúa gìn giữ chúng ta giống như gì? Thì con người con mắt, thấy không? Con mắt mà cái gì bụi một chút nó bay vô thì mình thấy sao? Nó sốn lắm, thấy không? Nó chảy nước mắt không chịu được. Nhưng mà Chúa gìn giữ chúng ta như con người con mắt này. Nên Chúa hứa như vậy mà nếu chúng ta không tin mà còn sợ hãi, cái sự sợ hãi đó nó cũng giết chết mình, thấy không? Mình sợ quá đi sanh bệnh đó quý vị. Sợ quá có nhiều khi có người sợ quá cái rồi khi mà người bất tỉnh đó, thấy không? Bất tỉnh này chết giấc á, mà có khi rồi đứt chết luôn cũng có nữa, thấy không? Cho nên đừng có sợ. Ở trong Kinh Thánh thì Chúa luôn luôn Chúa nói sao? Đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi, ta sẽ bổ sức cho ngươi, ta sẽ gìn giữ ngươi nè, có không? Trong Kinh Thánh biết bao nhiêu, khi nào mà
người ta sợ thì Chúa có nói đừng sợ. Ta đây, ấy là ta đây, các người yên lòng đừng sợ. Như khi các sứ đồ ở trong thuyền mà bị gió bão thì Đức Chúa Giêsu đi trên mặt nước mà đến với họ thì họ nói gì? Họ có nói Chúa đến không? Họ nói gì đó? Mà. Họ nói ma. Nghe không? Ma họ la lên. Nhưng mà Chúa làm sao? Cho nên các ngươi hãy yên lòng, đây là ta đây, đừng sợ. Thì ông Phi-e-rơ ông còn nghi hả? Là Chúa, nếu mà thật là Chúa khiến cho con đi mặt nước đến như Chúa đi. Thì Chúa biểu hãy lại đây. Thì ông có lại hay là ông sợ? Ông có bước xuống không? Ra khỏi thủy thuyền liền, bước xuống. Rồi ông đi đâu? Ông bơi, ông lặn hả? Ông đi trên mặt nước. Hồi nào giờ ông chạy ông lưới thì ông có đi mặt nước không? Đâu có. Bơi lặn ở trong đó chứ đâu có đi trên mặt nước được. Đó. Nhưng mà ông đi trên mặt nước thì ông đang đến cùng Chúa ông đi. Hồi nào giờ không ai được đi mặt nước thì có ông đi rơ rồi. Tối lên. Chúng ta xem này tắt cái micro đi. Tại vì tiếng nói đó. Nên cầu xin Chúa cho quý anh chị em chúng ta hãy tin cậy nơi Chúa. Chúa bị đừng sợ thì mình đừng sợ. Nói đừng sợ mà cứ rung em phát rét vậy không được. Đừng sợ. Chúng ta hãy tin lời Chúa thì đừng sợ. Mà mình sợ đấy cũng sanh bệnh. Đó. Tôi cảm ơn Chúa vì Chúa cho tôi có lòng bình an. Để tôi nói cho quý vị nghe, khi tôi gặp những cái sự bối rối trong gia đình tôi, hồi trước đó, ông chồng tôi đó, ông Mục Sư Lộc đó, thì ông bị bệnh, ông hồi đó là bị ung thư cái xương sống này nè, không có ngồi được, nằm 3-4 tháng. Mà khi vô nhà thương đó thì ông bác sĩ ông khám rồi ông mới nói riêng tôi, ông nói bà ơi, bà lo sửa sang cho ông đi, bà đem về nhà đi chứ ông không còn sống lâu đâu, chỉ một tuần nữa, tuần lễ nữa thôi. Thì lúc đó sao tôi cầu nguyện Chúa thì tôi tin, tôi nói Chúa sẽ chữa lành cho ông, thấy không? Tôi không sợ gì hết trơn á. Rồi ông báo như vậy mà tôi không thấy tôi khóc, tôi làm gì hết. Thì ông dòm tôi, ông nói sao bà bình yên quá vậy, tôi chưa thấy người nào mà bình yên như bà vậy đó. Khi mà người ta nghe cái tin đó thì thôi họ dậy, họ la, họ bối rối lắm. Tôi thấy bà bình yên vậy, tôi bằng lòng lắm. Bà tại sao bà bình yên vậy? Tôi nói tôi tin Đức Chúa Trời là đáng trọng quyền sự sống và sự chết. Chồng tôi cũng tin như vậy, cho nên tôi không lo. Tôi cảm ơn Chúa là Chúa cho tôi bình yên. Amen. Luôn luôn có sự bình an trong lòng. Dầu gặp tai họa, dầu gặp tôi biết bao nhiêu lần mà thừa sống, thiếu chết, thừa sống gì đó. Vậy là đường tơ kẻ tóc. Nhưng mà Chúa cho tôi bình yên. Cho nên tôi còn sống cho đến bây giờ. Và cái sự bình an nó cũng khiến cho mình sống lâu nữa quý vị. Lòng vui mừng, lòng bình tĩnh đó là một phương thuốc hay. Còn trí nao sờn sợ hãi thì làm cho xương cốt khô héo, sẽ sinh ra bệnh hoạn. Cho nên có người hỏi bà ngoại sao bà sống lâu quá. Mà tôi cũng ngờ tôi sống lâu nữa, phải không? Nói sao bà uống cái gì á? Bà uống gì bà chỉ cho tôi chứ. Có ông đó, ông ơi, sao tôi 50 tuổi rồi mà tôi yếu quá à? Còn bà mạnh vậy, bà uống cái gì á? Bà chỉ tôi. Tôi nói tôi đâu uống gì đâu, nhưng mà tôi có bí quyết. Mà muốn hỏi bí quyết thì tới tôi chỉ cho. Bí quyết của tôi là tin Đức Chúa Giêsu, làm theo lời Chúa ở trong Kinh Thánh. Bí quyết của tôi bây giờ tôi cũng tặng, tôi cũng nhắc lại cho quý vị nghe. Và quý vị muốn có khỏe mạnh á,
sống lâu á thì phải làm theo lời Chúa. Nghe không? Amen. Nghe. Quý vị có nghe lời Chúa không? Amen. Bây giờ nghe mỗi ngày không? Mỗi ngày mỗi đêm con nghe hết. Bây giờ là nghe gì đây? Thì bây giờ nghe gì đây? Cũng nghe lời Chúa, nghe lời Kinh Thánh. Ban ngày thì nghe ngoại giảng, ban đêm thì nghe bài giảng, đọc Kinh Thánh, nghe Kinh Thánh. Tại vì mỗi đêm mỗi ngày đều có mỗi một người giảng riêng cần, thấy không? Mỗi đêm mỗi ngày thì có một ông nào bên Mỹ, rồi ông bên Indo, rồi ông bên Mã Lai, rồi ông bên Úc, ông bên Tân Tây Lan gì cũng có hết trơn. Thấy không? Là hội thánh Thiên Ái giàu nhất là được ơn nhất là quý vị ơi. Không có ai mà được ở không đâu mà giảng cho quý vị nghe hoài đó à. Cảm ơn Chúa. Mà khỏi tốn tiền nữa à. Cảm ơn Chúa. Thế mà mời hôm qua đó chịu tiền máy bay cũng chết luôn. Nhưng mà Chúa cho chúng ta hội thánh mình là hội thánh được phước. Là sao? Chúa. Là tại nhờ chúng ta cầu nguyện hoài. Amen. Amen. À, chứ không phải nhờ cái gì nghe. Chứ không phải nhờ ai giỏi đâu. Nhờ chúng ta hiệp chung nhau mà cầu nguyện hoài. Amen. Cầu nguyện thôi. À, thì chúng ta được như vậy đó. Được Chúa hậu đãi như vậy đó. Mà quý vị thấy không? Trong nhà thờ lúc nào cũng có người ở thì ăn. Mà có ai giết tối bữa nào không vậy? Dạ không. Có ai bữa nào không có gạo nấu không? Dạ. Chúa nuôi. Chúa nuôi mà ngoại. Có bữa nào có đồ ăn không? Chúa cho ăn. À, bữa nào cũng ăn thỏa lòng. Muối ớt không? Bữa nào cũng ăn thỏa lòng. Chúa nói Chúa cho người thỏa các vật ngon. Cảm ơn Chúa. Dạ. Quý vị ơi. Mình nói mà mình nói thì người ta không tin đâu. Nhưng mà thật Chúa nuôi mà mình biết. Thấy không? Nếu mà mình nói với người ngoài như nói, họ không tin. Hồi trước đó, tôi nuôi học trò ở trong nhà tôi. Thấy không? Mà tôi đi chợ. Một bữa có hồi đó 100 đồng lớn lắm nha. Tôi nói tôi đi chợ, cho đưa tiền đi chợ 100. Thấy không? Ê, nhưng mà mình gạo được có sẵn hả? Thì mấy người không tin anh ấy. Bà nói sao chứ? Nhà tôi có mấy người mà tôi đi nhà mấy. Đi nhà mấy còn đủ ăn. Còn bà cả đám và bà nói 100 là sao? Tôi nói hỏi mấy bà bếp đi chợ thì biết à. Đi có 100 à, mua rau thôi à. Nhưng mà nhà, tại vì Chúa cho cũng có đồ ăn là có thịt bò, thịt hộp rồi phải không? Thì lấy đó mà nấu canh, nấu đồ ăn. Có gì đâu. Nhưng mà Chúa cho mỗi người đều tôi đùm 30-40 đứa nhỏ mà được bình yên hết. Thấy không? Đó là Chúa lo liệu cho chúng ta, lời hứa của Chúa. Mà Chúa nói sao? Trong cũng trong Thi Thiên 103 Chúa nói Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon. Quý vị ăn ngon thì quý vị khỏe mạnh. Còn mấy vị mà đau bệnh ăn không có ngon, đắng miệng, nghe không? Ăn không ngon thì nó không khỏe mạnh. Cho nên chúng ta nhờ Chúa, chúng ta làm theo lời Chúa, nghe không? Nghe lời Chúa, rồi mình phải giữ lời Chúa trong lòng. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để làm chi? Tôi không phạm tội cùng Chúa. À, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Amen. Đó là mình giấu lời Chúa đó, phải không? Tốn tiền chưa? Nãy giờ tốn đồng nào chưa? Sáng giờ nghe lời Chúa đã luôn, đâu có tốn đồng nào đâu. Tốn công chút. Rồi. Đó là hai chuyện rồi ha. Bây giờ chuyện thứ ba nữa là phải làm theo. Làm theo. Mà làm theo hết. Làm theo. Chứ không phải nói, cái này khó quá, làm được đâu. Chúa nhu ghi cho tôi đi, Chúa thông cảm đi, tôi làm được, khó quá. Thấy không? Nhưng mà cái gì mà Chúa dạy mình làm được, Chúa đâu có dạy, đâu có biểu. Có khi nào mà quý ông quý bà có thằng con nhỏ xíu mà bự, nó vác bao gạo bự không? Có không?
đâu có, không khí nào. Chúa cũng vậy thôi, Chúa không bao giờ mà khiến biểu mình làm cái gì mà mình làm không nổi. Thấy không? Làm không nổi thì Chúa là Chúa giúp. À, quý vị mà thấy ai khiên cái gì nặng thì sao? Mình không ai kêu, mình cũng chạy vô mình phụ khiến cho nó nhẹ. Thấy không? Nhưng mà Chúa sẽ giúp cho chúng ta vượt qua những cái nặng nề khó khăn. Cho nên Chúa dạy chúng ta phải làm theo, mà làm theo tất cả mọi điều mà ta truyền cho người. Tất cả những gì trong Kinh Thánh là làm theo cái gì bây giờ? Biết cái gì mà làm theo, cái gì cũng làm theo. Dễ lắm. Quý vị xem ở trong Kinh Thánh đi. Nếu cái gì trong Kinh Thánh mình nói rằng đừng, chớ, nên thì sao? Đừng có làm. Không làm. Đừng có làm. Đừng có rớt tới. Như nếu mà bà Eva đó, bà nghe lời Chúa đó, không có nên ăn cái trái cây giữa vườn. Mà bà có nghe không? Chắc là bà nếm thử hả? Không có nếm thử cho quý vị. Nên chứ gì à, dặn chúng ta đó, thì phải vâng lời tuyệt đối đó. Khi mà vâng lời tuyệt đối đó, chứ không có từ chối cái gì đó. Làm theo tất cả. Chúa dạy chúng ta nè, hãy yêu kẻ thù nghịch, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ. Sao? Tín đồ làm được chưa? Không tín đồ làm được chưa? Cầu Chúa ngoan nào ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, cầu được Chúa mà. Chưa bao sắc. Giờ phải không? Chưa bao giờ. Nhưng mà quý vị đi, chú biểu đó, cái điều khó. Ai tác bên này thì đưa bớt kia cho hạch tác luôn. Luôn. Thấy không? Có ai làm được vậy không? Luôn. Họ tác mình cũng giả lợi chứ bộ. Chứ ai nhịn. Nhưng mà cái đó là chú dạy mình. Chú dạy mình. Họ tác bên này đưa bên kia cho hạch tác luôn. Họ muốn giật cái áo ngắn của mình, đưa áo dài cho họ luôn đi. Quý vị kia muốn được vậy không? Có làm được vậy không? Chưa làm có. Không có. Tại sao? Tại mình không làm thử hả? Thử cho mình có làm nổi không? Thấy không? Quý vị làm cái gì mà cái lòng của mình muốn, quý vị cứ thử đi, Chúa sẽ giúp cho mình làm được. Vì hồi đó đó tôi làm cái trường học mà mới học trò thì chưa có bao nhiêu, có đâu 30-40 đứa à. Mà thâu tiền đến tháng được có 1,200 thôi. 1,200 mà mấy chục năm gì trước đó. Mà tôi ba cô giáo dạy. Ba cô. Mà họ ở nhà tôi, họ ăn nhà tôi. Rồi khi mà tới tháng họ thu tiền học phí đó. Thì được 1,200. Thì tôi chia cho mỗi cô 400 hết. Tôi không có gì hết. Tôi không có gì hết mà cả năm như vậy. Thì có người họ nói sao mà bà làm kỳ cục vậy, bà lại phải chia bớt, bà phải trừ bớt chứ, tại sao mà phải nuôi cơm cho họ ăn, cho họ chỗ ở, rồi không tốn cái gì hết, rồi tiền bao nhiêu họ lấy hết trơn, bà làm chứ vậy. Tôi nói quý vị ơi, mình là còn cái mình chú. Làm cái gì á Chúa. Mình hy sinh thì được, nhưng mà đừng có bắt cho người ta hy sinh theo mình. Đừng có bắt. Nếu người ta tự động họ hy sinh thì được, nhưng mà đừng có bắt. Tôi không có bắt ai hy sinh. Tôi làm cái gì tôi cũng chịu lỗ à. Chứ tôi không bắt ai hy sinh. Mà tôi nói, cái gì của tôi mà mất không sao, đừng mất của người ta thôi. Có mất của tôi bao nhiêu, thì tôi có bao nhiêu mất cũng được, không sao. Hay là mà tới mà khi mà hồi mà tôi đi nuôi con tôi trong tù ở ngoài Bắc chỗ này chỗ kia, tối ngày đi thăm nuôi không à, mà tôi cũng tự đi chứ tôi không biểu ai đi, nhà có người mà tại sao tôi cũng đi à, đi mà đi bộ rồi có khi lụi sình rồi có khi một thứ khó khăn mà thôi, đi trên cái xe nhà binh đó mà nó nhảy như tưng tưng vậy nè,
không có ghế không có gì á, mà nó nhảy đồ đạc mình mua ra bánh này kia, bánh mì sấy bể nát hết trơn, xài đồ nó dập hết trơn. Nhưng mà tôi cũng cứ đi, chứ tôi không nhờ ai đi trong nhà, không nhờ ai. Là tại sao mình đừng có bắt người ta làm cái gì quá sức. Cho nên tôi thấy tôi làm như vậy mà Chúa vẫn cho tôi cũng khỏe mạnh, quý vị bình an. Nên. Không? Nên cầu xin Chúa cho quý vị đi làm cái gì mà Chúa dặn mình đó thì cứ làm. Làm đi, Chúa sẽ thêm sức cho mình để cho mình làm được. Đó. Thì Chúa dạy chúng ta gì? Hãy nếp mình ở trong Chúa, phải nhờ cậy Chúa, thấy không? Amen. Quý vị mà làm theo lời của Chúa à, nghe lời Chúa nè, rồi gìn giữ trong bụng nè, rồi làm theo cái lời đó nữa, gìn giữ thì mình sẽ thấy kết quả. Chúa sẽ cho mình đủ mọi thứ phước vật chất á, cho nên nè, ta sẽ ban phước cho người nè, ban phước cho con cháu người nè, cho súc vật của người nè, cho cây trái của người nè, cho lứa đẻ bò cái chiên cái như sai đông nè, sẽ gia tăng người nè. Mình thấy rằng Chúa nói sao, hãy làm cái đó đi thì cái phần thưởng vậy. Cũng như quý vị muốn có một lên cái có muốn một cái cây gì thì mình lấy cái hộp rồi mình làm sao trồng xuống đất, phải không? Trồng xuống đất thì hộp đó mình tưới nước nó mọc lên thì nó sinh bông sinh trái. Chứ còn mình không làm là sao có trái, không trồng làm sao không có người ăn, thấy không? Cho nên chúng ta phải làm theo lời Chúa là như vậy. Làm đi, cứ làm đi rồi sẽ thấy kết quả. Tốt lắm quý vị. Chúa nó chưa cho mình đủ mọi thứ hết, đó là mình làm rồi Chúa mới cho. Có người thì mình lại muốn thế, Chúa ơi, Chúa cho tôi trước thì tôi làm sao? Chúa đâu có bị gạt. Chúa cho trước ăn mất hết không làm. Cho nên Chúa nói làm theo lời Chúa đi, Chúa sẽ ban cho mình đủ mọi thứ. Mà à, cái mà Chúa ban đó hả, là giàu có dư dật lắm quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị có một ngày vô mấy chục một triệu đi, không? Ngày nào cũng vô một triệu hay là 2-3 triệu không chừng, không? Nhưng mà nay đau mai ốm ăn không được, ăn vô thì mửa, ăn vô thì đau bụng, rồi ăn không được, thì quý vị có tiền nhiều để làm gì ạ? Để uống thuốc phải không? Không phải đâu. Nếu mà chúng ta làm theo lời Chúa, Chúa ban thưởng cho mình. Còn mình không làm, mình thì cứ muốn Chúa làm trước rồi mình làm sau không à. Chúa nói này, ta đem phần thưởng theo với ta để trả thưởng cho mọi người tùy theo công việc của họ làm lúc còn trong sách tịch, tức là lúc còn sống nè. Chúa đây chưa đến đó, thì Chúa đến, Chúa không đến không rồi Chúa đem phần thưởng. Cái sự cứu rỗi rồi mình Chúa được, mình tin Chúa mình được cứu rồi, còn cái việc làm của mình nó là để được phần thưởng. Cái việc mà Chúa biểu mình làm đó, làm theo đó thì mình được phần thưởng, và Chúa cho mình phần thưởng đủ thứ hết. Nhưng mà nếu mà quý vị có tiền giàu quá chừng mà ăn không được, ngủ không được, bệnh hoài, thì có tiền đâu có gì, phải không? À, nghèo mà khỏe mạnh còn hơn. Nhưng mà Chúa nói, cái là Chúa hứa ở trong sách Cuộc Truyền đoạn 7 câu 15 đó, quý vị đọc rồi, ta sẽ khiến các tật bệnh lìa xa ngươi. Quý vị có muốn tật bệnh lìa xa mình không? Hay là để tôi vô nhà thương á, tôi đi vô nhà thương và mời mục sư hội thánh đi vô cầu nguyện cho tôi, phải không? Hay là muốn tật bệnh lìa xa mình? Tật bệnh lìa xa con. À, tật bệnh lìa xa. Chứ còn không có khi nào mà mình để mình đau đi rồi hãy mời cơ hội thánh cầu nguyện sao? Không có.
Chúa sẽ khiến tật bệnh lìa xa mà mình không cần thuốc. Amen. Yeah. Rồi mình mạnh thì mình mới ăn được cái phước mà Chúa cho mình đó chứ. Chúa cho mình mùa màng dư dật nè, cây trái không có bị sâu, không có bị rầy nè, thấy không? Nuôi gà nuôi vịt thì không có chết thôi, vịt nuôi heo rồi cũng vậy. Thì quý vị thấy, mình nếu mà mình bệnh hoài mà mình đâu có ăn cái đó được. Nhưng mà Chúa đã cho mình cái phần thưởng mà Chúa cũng cho mình là sức khỏe, sức mạnh để không bệnh hoạn để mà hưởng cái đó, quý vị. Cho nên cầu xin Chúa cho, và tôi thấy rằng tôi phải nói với các quý vị á, mình nói ở đất cũng như ở trời. Tôi nói thiệt, tôi ở đâu cũng vậy. Tôi ở bên Việt Nam hay là có lúc tôi phải ở trong rừng, trong rú cũng vậy nữa. Ở trong nhà quê, ở lánh, bùng lầy, nứt động. Mà tôi cũng thấy tôi bình yên. Tôi thấy ở đất cũng như ở trời. Không có bệnh hoạn ốm đau mà không có sợ hãi, không có lo lắng. Súng nổ rầm rầm cả đêm mà như là pháo Tết vậy. Mà tôi vẫn bình an, mấy mẹ con chẳng hầm. Chẳng có hầm trú ẩn về cái trại chiếu dưới đất nằm không. Okay. Chờ dòm thấy cái nhà nhiên trong quang. Nhưng mà Chúa gìn giữ. Trải qua như vậy đó quý vị. Đó là Chúa gìn giữ mình làm theo lời Chúa đó quý vị. Mà Chúa cứu mình khỏi mọi cái sự nguy hiểm. Có một lần cuối cùng mà tôi bị như vậy để tôi làm chứng cho quý vị nghe. Tôi đi trên xe đò để mà đi xuống dưới tỉnh để làm giấy tờ. Mà phải đi trên cái xe lớn thì nó mới mau. Còn xe nhỏ nó cứ tấp chỗ này chỗ kia rồi mình đi tới tỉnh tới đồ nó trễ bữa hầu đi. Cho nên tôi đi mà qua một cái suối, cái như cái rạch nhỏ vậy, cái rạch đó thì có cái cầu chừng qua chừng 7-8 hay là chừng 90 mét gì đó thôi. Mà cái cầu gỗ mà bên này họ đưa làm cầu đúc kế bên. Thì cái xe lớn 50-60 người. Xe lớn đó. Mà đi xuống cái cầu đó. Đi xuống cái dốc này. Nó xuống cái dốc cái cầu cũ mà bằng gỗ. Rồi tôi thấy cái tay lái của ông tài xế không chưa. Cái đầu xe nó cứ lĩa qua phía tay trái rồi. Mà ông kéo lên không có được. Trên xe 50-60 người thì họ cũng thấy. Mà chính tôi cũng thấy. Họ là chết. Thì tôi cũng thấy chết rồi quý vị ơi. Nhưng mà chết rồi. Tôi làm sao? Có cái cây từ trên môi xuống. Tôi ngồi về tôi nắm này. Tôi nắm về. Họ là chết. Thì tôi nói. Là Chúa ơi cứu con. Thì cái xe nó lật xuống. Nó rầm. Nó lộn 3-4 vòng. Rồi nó xuống tới ghi nước. Rồi nước nó vô. Thấy mà từ từ nó vô chứ không phải nó vô liền. Nó vô từ từ. Tôi thấy ghế mấy chục ghế nè trong xe gãy hết và cái ghế tôi ngồi còn cái ghế bay mềm thôi, cái sườn sắt đó, cái ghế tôi ngồi còn y nguyên, có mình tôi còn được ngồi ghế, còn bao nhiêu tôi dòm xung quanh gãy ráp hết, người ta kẻ thì gãy tay, người thì gãy chân, người thì cái miệng méo bên kéo đâu được, còn hai người chết mà tôi được bình yên quý vị. Được bình yên. Không sao hết. Không có gì hết. Tôi vẫn. Tới chừng mà xe nó lật mình. Nó dòng mình tới rồi. Ngoài chút mình để tôi vẫn thấy tôi còn nắm. Tôi còn nắm cái cột. Cái cột nó bằng cục tay vậy thôi. Tôi nắm vậy này. Hai tay tôi nắm vậy nè. Tới đây xong. Mà tôi được bình yên. Thấy không? Chúa giữ. Đó là Chúa nói ngàn người sa ngã bên người, muôn người sa ngã bên hữu người là như vậy đó quý vị. Nhiều trận lắm nhưng mà cái trận cuối cùng đó là giống như vậy. Và tôi phải nhớ, tôi nhớ hoài, nhớ như vậy mà cảm ơn Chúa. Và mọi người đều khi tôi về thì phụ huynh học sinh họ tới họ thăm đầy nhà hết trơn. Nhưng mà họ thấy sao, họ nói ồ Chúa cho bà cái mạng bà lớn quá. Bà lớn bà được bình yên. Chúa bảo chứ họ đâu biết là Chúa che chở mình, nó mạng lớn. Rồi bác sĩ rồi cũng khám nói, họ bị tôi bà đi khám đi nha,
nhiều khi bây giờ nó không sao, mai mốt có bệnh rồi tôi cũng đi khám. Khám thì bác sĩ này, ôi cảm ơn trời vậy, cảm ơn trên, bác không có gì hết trơn, bác không có bệnh gì hết trơn. Thiệt là tôi đâu có bệnh gì, và tôi sống tới bây giờ quý vị thấy không. Cảm ơn Chúa. Mà cũng bị một trận trước đó, cũng mấy cũng lâu à. Chuẩn bị một trận mà bên hồi đó bên Việt Cộng mà bắn lầm cái xe, tôi tưởng nó là xe quận trưởng. Rồi mẹ tí đó bị gãy cái chân mà đi cày nhắc tới bây giờ đó. Thấy không? Rồi tôi thì tôi bị thương chứ không có như gãy xương. Còn ông chồng tôi thì ông bị cái tay này nè, cái miệng nó từ đây nó qua tới đây hở. Còn thằng con tôi mới sanh, con tháng mấy nó bị phỏng cái mặt, khi phỏng cái cánh tay nó khóc quá chừng, nhưng nó cũng không bị thương. Và tôi cảm ơn Chúa, xương tôi không có gãy gì hết, tôi còn tỉnh. Cho nên con tháng mấy tôi về tôi đi sống sống, mà báo chí nó đăng, nó nói dắt, nó dối, nó nói thì tôi bị gãy hết hai cái chân rồi, không có cục hai chân. Thành ra ở trên Di Linh họ nói thôi vậy rồi bà làm gì, bà ăn đi, giờ có hai chân cục rồi lấy gì mà làm ăn ra đi sao được. Nhưng mà tôi về tôi đi chợ tôi đi không không mà họ thấy họ dòm tôi hoài mà không có người nào dám hỏi. Nhưng mà sao tôi nghe nói họ coi báo và thấy vậy nên nói láo, nhà báo nói láo ăn tiền. Nên Chúa gìn giữ chúng ta là như vậy đó. Thì Chúa hứa trong cái Thi Thiên 91 này nè, thấy không, ứng nghiệm hết quý vị. Nếu quý vị tin về, quý vị chịu làm theo những gì mà dạy dỗ trong đó, ẩn mình ở trong đâu, trong bóng của Đấng Chí Cao, trong tay của Chúa. Chúng ta không có nhờ cái nơi nào mà ngoài nhờ cái Chúa đâu. Chúa sẽ gìn giữ quý vị, chúng ta sẽ gìn giữ các cây khi ra khi vào từ nay cho đến đời đời. Ta sẽ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi. Ngươi sẽ như vườn năng tưới và như suối nước chẳng hề khô. Đó là lời hứa trong Kinh Thánh, trong Thi Thiên nhiều lắm. Quý vị chịu khó mà đọc sách Thi Thiên đi, đọc Kinh Thánh nè, đọc mỗi ngày đoạn thôi, rồi coi cái lời hứa của Chúa là biết bao nhiêu là lời hứa. Mà tại vì mình không tin và mình không có làm theo những cái lời đó, cho nên mình không có gặp những cái gì mà như mà lời Chúa nói. Nếu chúng ta làm theo, cẩn thận làm theo, thì chúng ta sẽ hưởng được. Mình làm theo cũng như người ta dạy quý vị làm bánh ha, thì quý vị phải làm cho đúng phân lượng mực, đường bao nhiêu, trứng bao nhiêu, bột bao nhiêu, thấy không? Rồi phải nướng lửa như thế nào, lửa nóng hay lửa nóng nhiều, nóng ít gì đó, bao nhiêu độ, phải làm cho đúng nó mới thành cho bánh tốt. Còn nếu mà đem sậu vô hết mà thứ, cái thì đánh trước thì không đánh, thì mà cái đánh sau thì làm trước, không được. Cho nên chúng ta phải theo cái công thức mà Chúa đã dạy chúng ta, mà chúng ta sống cho đúng cái công thức đó thì mình sẽ được bình an, sẽ được phước hạnh. Dịch bệnh COVID sẽ không đến gần tại chúng ta, không đến gần hội thánh chúng ta, không đến gần gia đình chúng ta đâu. Quý vị tin đi. Mình làm sao? Uống thuốc gì? Có chích ngừa không? Chích ngừa không thành vấn đề đâu. Thấy không? Chúa sẽ gìn giữ chúng ta. Chúa nói Chúa sẽ giữ gìn chúng ta khi ra khi vào từ nay cho đến đời đời. Nên cái vũ khí của chúng ta là cái đức tin, là tin cậy Chúa và vâng lời Chúa. Nếu cái bà ra hát đó mà bà không có chịu cột cái dây có tốn gì không, mà bà không chịu làm á, bà nói bà lát làm gì cột cái dây làm chi, thấy không? Nhưng mà bà không làm thì nhà bà không còn đâu nghe quý vị, gia đình hết á. Nhưng mà nhờ cột cái dây, nhờ dâng lời chút xíu thôi, dâng lời đức tin và dâng lời cũng vậy mà Chúa cứu cả gia đình.
Cho nên chúng ta thấy ông Abraham, ông ở trong Kinh Thánh đó, ông Noe, thấy không? Chúa biểu ông đóng chiếc tàu để mà nước lục đang cứu nhà ông, mà đóng lên trên núi đóng cho anh. Ai đóng tàu đóng núi quý vị? Lên núi có rừng cây trên đóng cho anh, thấy không? Ông làm cái tàu lâu lắm, lớn lắm, theo kiểu của Chúa. Mà ông ta làm chi? Để mà nước lục ông đi vô để mà cứu gia đình của ông, mà ai mà mình vô thì cũng được cứu hết. Ông kêu ấy, Chúa cũng để Chúa làm mưa xuống, mà Chúa cũng đợi 7 ngày chứ, mà đâu có ai tới. Rồi tới chừng mà Chúa đóng cửa tàu lại, nước ngập ra chết, lội tới mà vỗ cửa cũng không được, ông có mở không được, bởi vì Chúa đóng rồi. Chúa mở. Bây giờ nếu mà chúng ta thấy rằng ở thời kỳ này còn ân điển là cửa còn mở đó, mà nếu mình không tin Chúa bây giờ, mình không có làm chứng về Chúa bây giờ, thì sau này Chúa đến không kịp nữa đâu. Cái cửa ân điển đóng rồi, không có kịp nữa, ăn năn cũng không kịp nữa. Đây là cái người mà đã chết rồi đó, mà hồi sống không kịp tin Chúa, nhưng mà chết rồi mình có cầu nguyện, cầu siêu, cầu hồn, cầu cái gì nữa, không có Chúa không có nghe đâu, vô ích lắm, không tác dụng. Cho nên bây giờ tin Chúa bây giờ, mình làm theo lời Chúa bây giờ, cho nên để nữa mà mình chết rồi thì không có làm gì được hết, có ăn năn có hối lỗi không làm gì được hết. Bây giờ, ngay bây giờ, nên là vì Chúa dạy thì chúng ta hãy làm theo bây giờ, chứ không có thể để mai, để mốt, để già, để người ta mời tin Chúa ha. Này, giờ tôi trẻ quá, tôi ăn chơi cái đó, thời gian đó. Không? Có người thì nói ăn chơi thời gian, rồi họ lớn lớn, họ theo Chúa. Còn có người thì nói tôi già quá rồi thôi, chắc là thôi, cũng không cần gì. Thế mà như vậy là không có tin mà. Không có tin cậy, không có dân lời Chúa. Và chúng ta sẽ gặp cái sự khó khăn. Đó. Mà chúng ta thấy rằng dân Israel đó, ở nước Ai Cập đó, bởi vì cái nước đó ông vua, ông cứng lòng, ông không có thả cho dân Israel đi như là ông Moses sinh. Cho nên, ông vua ông hứa rồi ông nuốt lời. Ông hứa đó rồi ông nuốt lời mà. Cả chục lần như vậy, mà mỗi một lần ông hứa rồi mà ông cho đi, Chúa làm cho giáng xuống tai họa. Mấy tai họa là cái gì? Nước Ai Cập. 10. 10. 10 tai họa. 10 tai họa rồi sao? Tai họa nào ông mới thả cho đi đó? Tai họa cuối cùng. Cuối cùng là làm cho những cái người con đầu lòng nó chết hết. Thú vật mà đẻ đầu lòng cũng chết, mà người ta đầu lòng cũng chết. Đêm một đêm thôi, nhưng mà dân Israel thì không chết. Là tại sao? Cũng làm có một điều thôi, điều nó dễ ớt à. Chú biểu làm thịt con chiên, rồi lấy cái máu con chiên đó bôi trên hai cái cột cửa phía ngoài đó, chứ không phải phía trong nha, phía ngoài chết đường đó, bôi trên hai cái cây cột phía trên này nè, trên mày nè, bôi cho nhiều lên, rồi ở trong nhà đó không có đi ra. Cái đêm đó thì ở hết trong nhà, ăn lễ vượt qua, ăn thịt con chiên đó ở trong nhà nè, nhưng cái máu đó thì bôi trên này, mà ở trong nhà. Rồi đêm đó thiên sứ đi ngang qua, mà dầu dân Israel hay là nhà nào mà không có cái máu hai bên cột đó, thì nhà đó có người chết, có người con của người đầy tớ ở trong nhà mà đầu lòng cũng chết, mà mấy cái con thú, con chó, con heo gì, con gì cũng chết, đầu lòng chết hết. Thấy không? Con vua mà đầu lòng thái tử đó cũng chết luôn. Thì đêm đó họ khóc, họ kêu la in ỏi hết trong xứ. Nhưng mà dân Israel bình yên, ở một cái chỗ bình yên. Bình yên không, nó không nghe một tiếng con chó sủa nữa.
họ rất bình yên, còn cả chứa với tôi thì họ khóc lóc in ỏi dậy trời dậy đất hết trơn, là nhà nào cũng có người chết. Rồi giờ họ làm gì? Bây giờ ông vua ông không cho đi, mà giờ ông biết thôi đi 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 đi, ban đầu ông biết đừng ông đi để đừng bàn nít ở lại, rồi cái ông nói thôi đừng bàn nít đi, đi luôn đi để cho chiên bò ở lại. Ông mới xem đi, đi hết không có cái gì để lại vậy. Thì ông hứa rồi ông nhanh nuốt lời. Thì đúng nào không? Ban đầu á thì nước quá ra máu nè, thấy không, hết uống rồi. Rồi ta uống nước sông chứ đâu có nước một tên, nước máy như bây giờ, nước kiến gì đâu như vậy. Uống nước sông không à. Thì rồi đó, uống không được. Cái họ đi đào, họ đào giếng rồi để mà kiếm nước uống. Đó, rồi cái ông thấy xong rồi, nước mà bị ông ngồi xe cầu nguyện. Thì cầu nguyện cái nước trong lại cái ông không cho đi nữa. Ông nói thôi, ở lại thì Chúa biểu ông Môi-se cầm cái gậy đó đạp cái sông với nước, chỗ nào có nước là hết. Thì quý vị biết không, ớt nhái nó qua chừng nó sanh ra, mà không phải là sanh ra mà từ con nồng nọc mà rồi để từ từ lớn nha, sanh con ớt nguyên lớn rồi đầy nhà đầy cửa, nó bò nó bò lên cho nhà mà người ta ăn thịt hết, chắc lúc đó ăn đã, nhưng mà bây giờ nó bò lên trên nhà, nó vô trong mùng mình, nó bò trên đầu mình, nó vô thùng gạo mình, nó bò ở trong chỗ nào cũng có hết trơn. Quý vị thấy nguy hiểm không? Nguy hiểm. Ông vua ông ngồi đó mà ngay nó bò lên nữa, nó cũng bò lên. Rồi ông ngủ trên giường nó cũng bò lên. Không có chừa. Thì quá chừng ai cũng sợ hết. Đi tới đâu có ếch mà ở chỗ Israel dân của Chúa không có một con ếch nào hết. Không có. Thì sao? Cái Chúa biểu ông kêu một xe rồi. Ngươi làm sao cầu nguyện đi cho hết cái giả chết này đi. Ta sẽ cho đi. Rồi cái ông xe ông cầu nguyện hết. Chúa làm cho ếch chết hết trơn, chết hết rồi họ đùa lại thành từng đống nó hôi thối cả xứ, thấy không? Nhưng mà chỗ dân Israel không có con nào, thấy không? Rồi thì ông lại cứng lòng, thì Chúa làm cho gì? Làm cho muỗi, bụi đất mà thành muỗi, cát đó ở xứ đó thì sa mạc cát không, mà mỗi cái hốc cát đó cũng như là thành con muỗi. Quá chừng mũi Cà Mau hồi đó không bằng đâu quý vị ơi. Mũi Cà Mau hồi đó tới giờ không bằng đâu. Mũi quá chừng đi. Mà nó cắn nó đốt. Thì ra thôi quá chừng. Rồi sao? Thì họ cũng chịu không nổi. Rồi họ cũng xin ông vua cũng xin ông Môi-se cầu nguyện để chết mũi đi. Thì ông Môi-se ông cũng lấy cái gậy ông đập rồi hết mũi. Cầu nguyện hết mũi. Thì ông lại kiếm chuyện hôm nay không cho đi nữa. Thì bây giờ Chúa biểu ông Môi-se cũng lấy cái gậy đó, mà cũng đập cũng làm. Bây giờ con ruồi mồng là con mồng đó quý vị biết không, ở Cà Mau chắc biết con mồng phải không? Dạ, nó giống con ruồi đó, con ruồi dạ, nó xanh xanh mà nó cắn đau lắm á, nó bự hơn dạ. Ruồi bự hơn cắn đau. Nó đầy hết trơn á. Bây giờ thay vì mũi bây giờ con ruồi đó, con ruồi cắn đó, mà nó bu đầy nhà, đầy cửa, đầy không có chỗ nào mà chứa cho hết. Thấy không? Như vậy, rồi thì ông thấy hết cái tai họa này thì ông đổi ý, ông cứng hết rồi. Mà ông cứ làm như vậy mà Chúa càng ngày, ông càng cứng lòng thêm thì Chúa làm nhiều tai họa kinh khủng cho đến mà hết rồi, hết mũi rồi lại ghẻ ngứa ghẻ chóc á, người nào cũng ghẻ từ trên đầu cho tới gót chân, không chỗ nào làm ghẻ, ngồi đâu gãi đó, thấy không? Ông vua ông gì ông tới thái tử hoàng hậu gì cũng ghẻ
người nào cũng ghẻ không à, mà dân Israel đâu có ghẻ. Nếu không cho dân Israel bị ghẻ, con ruồi cũng có, mà con mồng cũng có, mà ghẻ cũng có, thấy không? Như vậy mà ông cũng cứng lòng. Rồi Chúa làm cho mấy con vật mà còn lại đó bị mắc dịch chết hết, bị dịch đó, trâu bò gì dê chiên chết ráo hết, không còn gì hết. Nhưng mà rồi ông vua ông cũng gạt, ông cũng cứng lòng, thấy không? Ông làm như vậy thì Chúa làm gì? Chúa làm cho vừa đủ thứ tai họa, rồi Chúa làm cho sấm sét mưa đá quá chừng, mưa đá đi, mưa mà cục bự bự mà trúng cái lỗ đầu á. Nhưng mà chỗ dân Israel không có mưa đá, không có sấm sét, không có mưa đá, nghe không? Rồi qua cái mưa đá rồi cái gì họ cũng cứng lòng nữa, họ cứng lòng nữa thì Chúa cũng làm cho họ bao nhiêu là khốn khổ. Rồi Chúa làm cho tối tăm, tối 3-4 ngày mà tối mà rờ động cũng như là mình rờ bông toàn vậy đó, ai ngồi đâu ngồi chết chỗ chứ không có nhấm nhấm vậy mà đi được, không có đi được, tại vì có thấy đường đâu đi mà cũng đốt lửa cũng không được nữa, có nhóm được khỏi chỗ mình đâu làm gì. Trong Kinh Thánh chép vậy, quý vị đọc đọc kỹ coi có phải vậy không? Thấy không? Rồi cái rồi Chúa cho Môi-se cầu nguyện cho hết tối à, rồi mấy rồi cào cào đủ thứ hết, cào cào cho cháu đó ra cám xã cây cối hết à. Rồi cũng ông cũng không nghe, rồi tới mà tai họa tối tăm đó là thứ 9, rồi cái tới mà con đầu lòng chết là thứ 10. Tới chuyện đó đó là sao? Ông tới con ông chứ mà con dân không chắc ông cũng chẳng cho đi đâu. Ông tới con ông là thái tử nó ngồi đó thì ông sợ quá, mà ông sợ và dân cũng sợ nữa. Bây giờ ông kêu một xe đi dẫn đi hết. Rồi ông Chúa dặn dân Israel làm gì? Đi. Hồi đó giờ họ lương công ha, họ trả công cho mình, làm tôi làm mọi mà không có tiền lương. Rồi bây giờ chú biểu ha, họ đuổi đừng có đi, xin tới nhà họ thấy gì xin lấy, thấy gì xin lấy, vòng áo dạ. Quần ha, vàng bạc hay là giống gì xin hết, thấy họ đeo vòng đeo bông đeo kiền đeo gì với chuyện gì xin hết. Họ xin hết. Xin, mà xin đâu thì nhìn ta cho đó chi vậy? Đặng cho nó đi khuất cho rồi. Thì Chúa nói, Chúa làm cho dân Israel lột trần dân Ai Cập. Gieo cái gì gặt cái nấy quý vị hết. Chúa nói rằng, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Ai gieo giống chi thì gặt giống nấy. Thù người thì hại mình. Nha. Cho nên đừng có ha mà trả thù hay là thù người, lập mưu lập kế vậy, ngậm máu của người thì sao? Dơ miệng ai? Dơ miệng mình chứ dơ miệng ai? Cho nên đừng có bao giờ trả thù, đừng có nuôi cái giống mà trả thù cái giống, đừng. Chúng ta đã dâng tất cả, đã Chúa cũng như là mình bị đóng đinh với Chúa rồi, mình sống đây không phải là mình sống nữa. Nhưng mà Chúa sống ở trong chúng ta. Cho nên đừng có ham trả thù với nhau. Chúa nói sự trả thù thuộc về ta. Ta sẽ báo ứng. Chúa bị hay tha thứ. Tha thứ là gì? Là không có nhớ tới. Ở trong Kinh Thánh nói, Ngài đã ném tội lỗi của chúng ta ra sau lưng Ngài. Sau lưng, Chúa không thấy nữa. À, hay là ném tội lỗi chúng ta xuống biển. Thấy không? Không thấy nữa. Mà nhiều khi á chúng ta nói tha thứ hả, nói là tha thứ nhưng mà còn giữ là một chút gì ở trong lòng à, không có chịu bỏ hết đâu quý vị biết không. Người ta bây giờ đó họ chế ra những thứ vũ khí nè, bom nè để mà thả cho nó nổ đó, rồi có máy bay rồi tàu lặn rồi gì đủ thứ rồi
bơm nguyên tử, bơm bơm vi trùng, bơm sinh học, quý vị không? Covid corona này nè là cái bơm sinh học đó. Bơm vi trùng đó. Người ta chế ra đó, chứ không phải là cái gì đâu. Người ta chế ra để chi? Để cho nhiều người chết, rồi lo cái vụ người chết để họ làm cái chuyện khác. Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta được ở cái Chúa mà mình biết rằng thời kỳ gì? Thời kỳ này đó là cái thời kỳ mà Chúa cho mình biết rằng Chúa gần đến. Chúa không có cho, không có nói ngày nào, tháng nào, năm nào, nhưng mà Chúa cho mình biết cái thời kỳ sắp ngày của Chúa đến. Thì Chúa nói các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc, thấy không? Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân kia, nước nọ nghịch cùng nước khác, sẽ có kém, sẽ có động đất, sẽ có dịch lệ, có không? Động đất thì nhiều nơi rồi. Ở bên Mỹ này cũng thỉnh thoảng cũng động đất. Tôi qua đây cũng bị trận mấy trận động đất rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa cho mình bình yên nhẹ, thấy không? Cho nên chúng ta thấy rằng những cái điều mà tai họa càng xảy đến chừng nào thì chúng ta biết rằng ngày Chúa sẽ đến chừng này. Cũng như quý vị biết khi nào mà trời mưa không? Mình dòm trời mình thấy sao biết trời sắp mưa? Trời chuyển mưa. Mây mà. Đen phải không? Mây đen. Đen. Giờ gió. À, mây đen rồi sấm sét, rồi gió thổi này kia. Thì làm gì phải có mưa rồi. Mưa. Cũng vậy, Chúa cho chúng ta thấy những cái điểm mà mình thấy nó không có tốt ở trong thế giới này. Thì biết rằng ngày của Chúa đến rồi, gần đến rồi. Để mà mình chuẩn bị, để sửa soạn đi. Thấy không? Như mà mình thấy chuyển mưa đó, thì ai có phơi lúa, phơi thóc, phơi gì ở ngoài trời làm gì? Đem vô hết, thấy không? Phơi quần, phơi áo, lấy vô hết, phơi củi, phơi gì lấy vô hết. Đặng chi? Đặng khỏi ướt. Khỏi hư. Cũng vậy, cho nên Chúa cho mình biết cái ngày của Chúa gần đến rồi để chi? Để chúng ta sửa soạn lòng của mình. Sửa soạn lòng cho mình cho trong sạch. Không còn thù hận, không còn buồn phiền, không còn ganh ghét, không còn nói hành, nói du, nói láo, nói này kia nữa. Không còn ghét lẫn nhau nữa. Thấy không? Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta sửa soạn cái lòng của mình. Đừng có giữ đời một. Người ta nói mấy ông thầy dạy võ đó, họ không có dạy hết đâu. Họ dạy họ giữ một cái thế võ mà bí truyền, nó nguy hiểm lắm. Họ giấu chứ họ không dạy cho học trò hết đâu. Cũng vậy, nhiều khi chúng ta nói rằng mình tha thứ anh em mình, nhưng mà mình còn giấu một chút gì đó, giấu một cái gì đó mà mình không có nói ra. Quý vị, hồi đó tôi nghe nói rằng người ta chỉ có một cái như cái cây viết chì thôi, nhưng là mà nói là một cái bom nguyên tử đó quý vị. Cái bom đó chỉ viết chì thôi mà nó nổ, nó chết không biết bao nhiêu người. Cho nên nhiều khi đó chỉ có một cái chút gì mà chúng ta còn để trong lòng, không có chịu tha hết, không chịu để, thì có ngày nó sẽ nổ. Có ngày nó sẽ nổ. Nếu mà mình còn giữ thì nó cũng sẽ nổ ra. Cho nên không có yên đâu. Nên cầu xin Chúa cho chúng ta là con cái của Chúa, nghe lời Chúa, phải cẩn thận làm theo, sửa soạn lòng của mình. Quý vị ơi, hãy ở trong Chúa, hãy núp mình trong Chúa, hãy làm theo lời Chúa, thì chúng ta được sự bình an. Chúng ta hãy dâng lời Chúa, giữ lời của Chúa, học hành, học cầu nguyện. Nói rằng cầu nguyện không thôi, thấy không? Hãy tỉnh thức để mà cầu nguyện, không phải là thức hoài đâu. Nhưng mình tỏ ra là mình cũng như là khi mà đề cao cảnh giác đó, coi chừng đó, coi chừng quân nghịch đó, nên mình khi mà lính canh đó, thì nó phải coi chừng để nó mà báo tin. Đó, thì Chúa cũng dạy chúng ta đó, ngày của Chúa gần rồi. Cho nên chúng ta phải bỏ hết mọi sự gì lo lắng buồn phiền, những cái sự sợ hãi, những sự bối rối, phải làm theo lời Chúa. Những sự tham lam ích kỷ, những ăn nói tục tiểu, là những sự nghiện ngập tội lỗi trước kia, thì bây giờ phải bỏ hết đi quý vị ơi.
phải bỏ hết đi. Thì Chúa cho chúng ta cái lòng của mình trong sạch, thì Chúa sẽ đổ đầy ơn phước, và mình đi đâu mình đem ơn phước tới đó. Rồi xin Chúa ban phước cho quý vị. Hôm nay chúng ta là cái vũ khí của mình có đó là làm theo lời Chúa. Thì Chúa hứa rằng sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, muôn người sa ngã bên ngươi hướng ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi, chẳng có ôn dịch nào tới gần tại ngươi. Quý vị có tin điều đó không? Dạ có. Tin không? Dạ có. Hay là cái dân sợ? Tin. Không sợ. Đừng có sợ. Bởi vì lời của Chúa hứa, chúng ta tin nơi Chúa đi, thì Chúa ban cho chúng ta sự bình an trọn vẹn. Chẳng có Covid nào xảy đến cho mình hết. Chẳng có ôn dịch nào xảy đến cho mình, cho con cái của mình. Là những nghe nhờ của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Thành phố nào mà phạm tội nhiều thì thành phố đó nặng lắm. Và quý vị nên nghe nha. Nước Do Thái, nước Israel không có bệnh đó nha. Cả thế giới đều có, nhưng mà chưa nghe bên Do Thái chết gì nào. Không nghe. Chứ có thì nó cũng tung lên chết đâu có. Không có ai chết à. Không có bệnh à. Mà ở bên Mỹ nữa, như ở bên cái tiểu bang Florida đó, thì họ không có bịch khẩu trang, mà không chích ngừa, mà không gì hết. Nhưng mà Chúa cho cái bệnh đó bây giờ làm ăn cũng bình thường. Bình thường. Mà nước đó là cái tiểu bang đó là cái tiểu bang mà kính sợ Chúa. Tin lành nhiều. Thấy không? Cho nên Chúa cho họ bình yên. Còn có cái chỗ mà cái tiểu bang đó có một hồi trước có một cái trận báo trận đảo Trina gì đó không biết, Katrina gì đó, thì cái trận báo nó quét sạch hết, nó sang bằng hết cái tiểu bang đó, như là một tỉnh của mình, tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, cả tỉnh vậy đó, không còn một cái nhà nào mà đứng được, mà chỉ có nhà thờ của Chúa còn đứng thôi nghe. Nhà thờ thì không bị sập rồi. Mà nhà người ta sập hết, mà cái nước, cái chỗ đó là cái chỗ ăn chơi tội lỗi lắm. Người ta cờ bạc, người ta làm đủ thứ tội hết. Thờ hình tượng rồi bao nhiêu cái tội gì. Tại sao? Đó là cái tai họa sẽ đến cho mình, tại là mình chắc cứ ăn cái đồ. Cho nên cầu xin Chúa cho quý vị ơi, chúng ta đừng có chắc chứa những điều ác, mà phải chắc chứa điều thiện. Phải giữ lời của Chúa, phải làm theo. Và chúng ta tìm điều thiện, đừng tìm điều ác. Và Chúa sẽ ban cho chúng ta đầy đủ mọi thứ. Không có như lời hứa của Ngài đâu, thì chúng ta phải tin như vậy đi. Quý vị hãy gieo ra đi. Cho ra đi. Thì quý vị sẽ gặt lại. Tôi cảm ơn Chúa. Vì tôi thấy tôi có bao nhiêu thì tôi dâng cho Chúa hết. Tôi hầu việc Chúa hết. Thì tự nhiên cái Chúa cho, như hồi sớm mai này nè, tôi đi nhà thờ đó, thì ngày nay là ngày truyền giáo, Chủ nhật truyền giáo, thì có ông giáo sĩ, ông lời ông giảng để mà cho hội thánh quyên tiền, để mà cho cái quyền truyền giáo đó, đi truyền giáo nước khác đó, thì cho mọi người tờ giấy để mà hứa rồi sẽ đóng từ từ. Nhưng mà bữa nay tôi nói thôi, tôi có sẵn tiền đây để tôi đóng luôn lần cho tôi không hứa nữa. Tôi có 200, tôi lấy 200 đô đó, tôi bỏ trong bao, tôi dâng cho quý vị truyền giáo. Quý vị biết không, khi giải tán ra là trong cái suốt buổi giảng đó, có hai người họ đem cho tôi hai cái bao thơ. Họ nói chúc mừng sinh nhật của tôi trước, tại bữa đó họ không có đây. Quý vị ơi, tôi về nhà đó, tôi dở ra tôi thấy 200, mỗi bao 100 quý vị. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Mà tôi nói thật, mình dân thì dân chứ đâu, nói ơi lát nữa chú cho đâu biết. Nhưng mà chú cho liền à. Lạ không? Amen. Cảm ơn Chúa. Chú ban phước cho ngoài. Tôi nói tôi có 200 thôi đi về.
để dân đi khỏi mắt ông hứa hứa rồi khi quên sao. Khi quên thấy không, đám chơi cũng quên đi thôi, bây giờ có đi đưa cho thủ quỹ cho rồi đi, đưa rồi tưởng sao ra đưa ba tháng rồi tôi cũng cất chứ tôi không coi nữa. Tôi thấy cái cứng cứng nên thấy cái thiệp chúc mừng không coi nữa, nhưng mà về tôi mở ra, về nhà tôi mở ra, ôi bao này 100, bao kia 100, đúng không? Mẹ. Ai có biết tôi đã cho đâu. Tôi có biết. Chúa biết. Nhưng mà Chúa cho, thấy không? Mẹ. Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta, mình càng dân chừng nào mà Chúa ban phước cho chừng nãy quý vị ơi. Mẹ. Cũng như mà mình có cái giếng đó hả, mà mình không có múc hoài cái giếng nó khô. Cái giếng phải múc hoài nó mới ra nước. Rồi cho nên người ta hay cho thằng chó đồ uống nước giếng đó là như vậy đó. Chứ còn mình ít kỹ qua cái giếng mình khô. Nên cầu xin Chúa cho để quý vị biết rằng chúng ta làm công việc Chúa không có vô ích đâu. Chúa sẽ thấy, Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta. Mà tôi sẽ không bao giờ mà tôi này từng nghĩ rằng mình dân này rồi chắc là mai mốt chứ cho mình nhiều hơn, chúng có bao giờ tôi nghĩ. Mà có thì nữa chắc cũng lâu, thấy không? Nhưng mà không về, chú trả tôi liền à. Chú trả lại liền. Cảm ơn Chúa. Đó là cái tình trạng mà tôi thấy. Mà chúng ta hãy nên lấy đức tin mình làm theo lời Chúa quý vị. Chúa không có hứa cụi đâu. Chúa không có hứa lèo đâu. Thấy không? Còn mình thì hay hứa mà không làm. Lèo. À, hứa mà dâng cho Chúa gì không làm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta phải dâng lời Chúa để giúp đỡ. Bữa ông mục sư Edwin ở bên Indo đó, ông đấy hồi đó ông có nằm bạc ông đem cho người ta hết trơn. Có nằm đồng để ăn không cho. Bây giờ quý vị biết không, bây giờ ông khá lắm đó. Chúa cho ông, bây giờ ông giàu á quý vị biết không. Cái nhà thờ của mình á, ông dâng cũng 300 triệu ở trong đó. À, ông mà giảng bữa mấy đang biết chưa ông Edwin đó chưa bảo ông xin to luôn phải mày Edwin giảng đó ông đó đó thứ sáu dạ. Một lần ông vô ở đây cho... bây giờ hai đứa rồi cảm ơn Chúa ông dân cho anh nhà thờ mình đó là 300 triệu rồi. Hơn 300 triệu nữa. Thấy không dạ. Đó mà hồi đó ông có năm đến nỗi mà ông nói ông ăn khoai tây xong cái không có hết gì mà ăn. Ông ở Mỹ này hồi đó ông ở Mỹ mấy chục năm rồi ông nói nhà thờ người ta cho ăn đó, ông là bộ ông đi nhóm đàn ông ở để ông ăn cho em không đói. Mà bây giờ Chúa cho ông như vậy rồi ông làm chứng là anh của ông cũng vậy, cũng cho người ta rồi cha mẹ ông cũng hay bố thí người ta, bây giờ họ không có đói đâu quý vị. Chú ban phước mà không phải là gì cả, mà nói chú cho chú trả thì mình mới làm. Dầu không có lời hứa đó, Chúa biểu chúng ta phải ai thương xót kẻ nghèo, tức là cho ai mượn, cho đi đều và cho ai mượn. Dạ. Và chú mượn chú có quỵt luôn không? Không. Dạ không. Chú có quỵt không? Dạ không. Không. Mà người ta mượn người ta hay quỵt lắm như mấy vậy. Dạ không? Tôi bị người ta quỵt hoài à. Nhưng mà không sao, tôi cũng không phải gì cả đó, mà tôi đói đâu. Chứ không cho tôi đói. Tôi thấy người ta mượn quỵt hoài à. Mượn 1 triệu, 2 triệu quỵt không trả. Mà tôi cũng không đòi. Thôi không trả thôi. Mà hãy đòi cái lời dặn nghe. Không trả. Cho nên con cái của Chúa mình đừng có như vậy. Mình phải giữ mình cho thánh sạch. Đó, cho mình cái thanh thái là đền thờ của Chúa nè. Phải giữ cho nó thánh sạch nha. Đừng có để cho nó bợn nhơ rồi ở trong đó, đó. Không có đẹp lòng Chúa đâu. Đó là Chúa dạy tôi đó. Thì tôi đã từng trải cái gì tôi chia sẻ là cho quý vị cái nấy. Chứ không có cái gì cao sâu màu nhiệm gì chăng á. Không có nói bóng nói gió gì ta nghe. Cái đó là cái thật thực tế đó quý vị, hãy làm đi. Chúa là thực tế lắm, Chúa hứa là Chúa làm.
chứ không phải Chúa chỉ ban phước thiên liêng nữa, không phải chết được lên thiên đàng rồi thôi đâu. Ở thế gian Chúa cũng thưởng cho mình nữa, thấy không? Amen. Chúa đem phần thưởng theo với Ngài, mà chúng ta phải nói rằng ở đất như ở trời. Alleluia. Chúng ta đừng bao giờ than phiền cái gì hết, đừng có than phiền, đừng có than phiền, Chúa sẽ ban cho chúng ta đầy đủ. Tôi nhớ cơ hội, tôi cũng chia sẻ bên đó, tôi nói đừng có bán than, quý vị đừng có bán than, thì có bà nào ở dưới nói gì bà kia, chết rồi, mình sống ở nhà bán than mà giờ không cho bán lấy gì sống? Bên đấy bà ngoại chia sẻ không cho bán than lấy gì sống, con nói giờ không phải không cho bán than. Hai bà lên cái này rồi, bà ngoại không dạy ăn năn. Hồi đó dạy nên ăn năn. Hồi đó biết ai không? Đó, chị Năm Thoái với chị Sông Hóa đó. Mua bột ăn năn thì bán than. Ung than bán, còn bà Năm Thoái nha, bà ngoại giảng không cho bán than, cái bà nói vậy chết rồi sao bà xui phải sống. Nói vậy. Phải ở dưới năm căn nữa, hai ba người nữa rồi còn kém chúa tám sao bà ngoại em cho bán than sao tôi sống, cho nên không phải còn gì. Có nguyện á, nghe cô Sana chia sẻ ăn năn hỏi người tám ơi, hỏi tôi tóm dắt lại bà phải lập mua bột củ năng phải ăn. Tôi phải bột củ năng tôi ăn mới được, em theo hiểu. Nói bóng nói gió thì đại vật chất không. Cho nên bữa nay tôi không có nói bóng nói gió nghe. Bà ngoại dạ vua cãi đó, con nói kẹo không ạ? Thì thực tế không nghe, chứ không có nói bóng gió. Quý vị làm đi, Chúa sẽ ban thực tế cho quý vị, chứ không phải để đợi chết rồi mới lên thiên đàng đó. Chúa cho mình thiên đàng dưới đất này nè. Mình hướng thiên đàng ở dưới đất này nè. Chúa đem đến thiên đàng đến cho mình, thiên đàng đến trong lòng của chúng ta đó. Amen. Ở đâu trơn á. Nên cầu xin Chúa cho chúng ta được có nơi thiên đàng ở trong lòng của chúng ta đầy vậy. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Chúng ta nên nhớ, nên hình hợp cái câu gốc kia bữa nay đó. Chẳng có ồn dịch nào, chẳng có tai họa gì xảy đến người, cũng chẳng có ồn dịch nào tới gần tại người, là mình có cái vũ khí để chống lại bệnh tật đó là đức tin, cái sự vâng lời, phải vâng lời. Ở trong Kinh Thánh nói sự vâng lời là tốt hơn của tế lễ. Amen. Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta phải vâng lời, tin tại cái dân lời, đức tin thì mình bày tỏ cái lòng tin của mình bằng cái vâng lời đó. Amen. Nên cho xin Chúa ban phước cho quý vị. Dạ. 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 Quý vị để cầu nguyện Chúa cho cái bài học này, để quý vị sẽ nhờ Chúa mà dám làm theo, dám tin và dám làm. Chẳng Amen. Có ôn dịch nào xảy đến người, cũng chẳng có tai họa gì chạy đến người đâu. Đó là lời hứa của Chúa, chứ không phải là hứa tôi nha. Quý vị có tin lời Chúa đi. Tôi nói là lời Kinh Thánh chứ tôi không có đặt tuồng ra nói ra nha. Amen. Chúa ban phước cho quý vị. Chúa dùng mà ngoại dẫn dắt cho chúng con. Cảm ơn Chúa, nãy giờ ngồi nghe lâu quá không biết có mệt không. Dạ không. Cảm ơn quý vị nha, chịu khó ngồi nghe. Mà cảm ơn Chúa cái đường này nó cũng không có đứt đoạn không. Dạ. Tiền chuyện nè. Amen. Nãy giờ tôi cũng không có ho nữa. Cảm ơn quý vị cầu nguyện cho đó. Amen. Dạ. Cảm ơn cho bà cố. Không ho nữa mà cái đường này nó suôn sẻ, nó không có tắc bất tử. Hôm qua xem tắc hoài à. Hôm qua đi vô cũng bị tắc nữa, dập với chị không nghe được. Tới ngoại vô là cầu nguyện em ghe luôn. Nói chuyện thông thanh luôn. Cầu nguyện đó. Dạ. Cầu nguyện cho tôi không ho. Dạ. Hồi nãy nó ngứa cổ mà nó mắc ho. Dạ. Tôi xin cầu nguyện. Rồi mình cầu nguyện cho cái đường dây này nó đừng có trục trặc nữa. Chú nhậm lời đó thấy không?
Dạ, mẹ thực tế không? Thực tế không? Dạ, thực tế. Ờ. Vậy làm đi, cứ thực tế rồi mình làm đi. Dạ. Rồi, vậy mình gì thì dân lời hết đi. Vậy, vậy bữa nay cũng thực tế luôn. Để học làm theo luôn. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn bà ngoại. Xin Chúa ban phước cho bà ngoại có sứ điệp của Chúa để cho dân sự của Chúa nhiều hơn nữa ạ.